trình học điệu hát và điệu guitar, điệu cha 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 các bạn, điệu hát organ. Chúng thấy thì cha cha là có nhiều cách đánh nhất, nó có tới có cả là gần 10 cách đánh các bạn. Nhưng mà chúng ta nhiều quá thì chúng ta cũng tóm tắt lại những cái cách đánh mà ví dụ như là nghịch đạo phách này các bạn ha, bè vân vân. Thì trong đây chúng ta sẽ có trình bày liên tục những cái thứ nhất là nghịch phách. Cái nghịch phách này là cái dễ nhất các bạn. Cái nghịch phách này chúng ta đánh cho nó có, chứ thường thường đánh nhiều thì sẽ nhàn. Nghịch phách năm trong năm điều nó đều giống nhau ha, nghịch phách. Hành khúc nó cũng có cái đó, còn nghịch đạo phách mà trong riêng cái cha 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 này đó thì cái phương pháp mà bắt đầu nó có cái sự nhồi nhồi lên, nó bầm chát 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 nhồi trong disco cha cha đó, xuân nó có bắt đầu nhồi các bạn, đó là xuất hiện cha cha đó. Còn ở trong cái cha la cha cha Latin đó thì chúng ta được quyền bè điểm thêm một cái organ nhẹ, tức là cái đó đánh nó gọi là cái đó nghịch đạo phách các bạn ha, nghịch đạo phách rồi. Điệp khúc ta sẽ chọn cái đó đánh tự do, ta điểm móc đơn các bạn, ta sẽ điểm cách điểm móc đơn ha. Rồi trong cái đó thì ta sẽ còn có thêm cái vấn đề trong cha cha, ta có thể thêm một cái gọi là multi bass, là nó thêm cái hỗ trợ cái phần trống cho các bạn ha. Rồi tiếp tục đó là bè swing ha. Rồi có hai cái phần quan trọng là phụ họa kèn, kèn saxo đó các bạn, hay là kèn trung bass. Ta có những cái phần phụ họa trong cái phần Latin hay là trong cái nhạc rock cũng có cái phụ họa kèn. Rồi cái phần điểm cho cái cách điểm cho cha cha dân ca đó thì chúng ta sẽ có cách điểm khác, chúng ta không sử dụng cái brass các bạn, mà chúng ta sẽ đánh mờ theo, lớ theo ha, đánh nốt của nó theo giống như đường tranh mà ta đánh mờ thôi ha. Và sau đó ta vẫn có một phút pháp dân ca như vậy. Trong cái hai cái phụ họa kèn này chúng tôi sẽ có một cái clip thì các bạn coi những cú pháp đó và cú pháp dân ca nha. Xin cảm ơn các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đi từng đoạn để ta dễ nhớ, và sau đó chúng ta tóm tắt lại để chúng ta những cái chương trình nó bao la các bạn, nó tới ba cái loại dân ca này là chúng ta phải học kỹ để chúng ta mới nắm được ha. Rồi, cảm ơn các bạn.